Shop phụ tùng Nhật Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay về được một hộp lửa nha anh em nha, lửa rim Thái nha. Thì cái sản phẩm này là quá hot rồi. Đợt trước anh em chúng ta có hỏi bên shop mình ha, thì rất là nhiều người anh em mua được, nhưng mà một số anh em là chúng ta không mua kịp ha, tại vì cái hàng này là nó phải nhập trực tiếp bên Thái về, cũng giống như những mặt hàng Thái khác. Cho nên là, nhưng mà cái loại này thì nó lại hiếm hơn. Đó, loại này nó là đồ điện nha anh em nha. Anh em lưu ý cho mình, những cái gì mà nó là đồ điện ha, nó có đồng là nó có kim loại bên trong, mà kim loại mà dẫn điện và từ tính á, thì bên các cái khâu vận chuyển người ta sẽ làm rất là chậm luôn. Chính vì từ cuối năm ngoái tới bây giờ mình mới về được tiếp tục một cái bộ lửa rim Thái ha. Thì ở đây hôm qua mình có quay đây mình giới thiệu sơ sơ cho anh em rồi. Đây này, Mica Macong nha anh em nha. Loại này thì nó rất là xịn nha. Loại này rất là xịn, rất là chất lượng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi này. Thì một hộp này là nó có rất là nhiều cuộn ở trong ha, nó có khoảng mười mấy cuộn á, mười mấy hai chục cuộn gì đó. Đây, tất cả đều là hàng zin xịn này, anh em sẽ thấy ha. Cuộn lửa rim Thái này thì nó phù hợp cho những anh em chúng ta đang chơi rim Thái tất nhiên rồi, và nó sẽ có cái chất lượng rất là tốt so với những cái hàng trôi nổi ở trên thị trường anh em tâm mua ở ngoài với giá rẻ ha. Thì cái bộ này đó là hàng Mica Macong của Thái Lan, hàng cái thương hiệu này là thương hiệu nội địa của Thái Lan này. Đấy, thương hiệu này thì rất là nổi tiếng rồi, nhiều anh em ta chơi xe thì chắc anh em biết thương hiệu này. Đây, thương hiệu Mica Macong thì là thương hiệu này rất là nổi tiếng nha anh em nha. Đây, Mica Macong made in Thái Lan nha anh em. Đó, thương hiệu này thì rất là nổi tiếng ở bên Thái nha, chuyên sản xuất các cái phụ tùng cho rim Thái và quay Thái, và chất lượng rất là cao và bền lắm. Cái loại bài này thì bền, năm trước thì mình có bán cho mấy anh em thợ thì anh em thợ kêu là hôm đó là nối điện cháy nhưng mà cái lưu cuộn lửa nó vẫn không bị hư này, là anh em biết là nó trâu như thế nào đấy ha. Đó, anh em cứ yên tâm nha. Đó, thì đây mình sẽ khui ra cho anh em một cái để anh em coi nha. Này, khui ra cho anh em coi này. Đây anh em ha. Đây là cái cuộn lửa của nó ha. Đây, cái cuộn lửa của nó sẽ gồm có 6 tép này. Anh em thấy không? 6 tép lửa này. Đó, mà cuộn này thì nó rất là nặng nha. Ở phía trong nó sẽ là điện, cuộn đồng ở trong này này. Và cuộn lửa này thì nó cho cái lượng lửa rất là tốt nha. So với hàng chính hãng thì hàng zin của Honda thì nó được khoảng 9-10 đó. Còn tất nhiên là so với những cái hàng trôi nổi Trung Quốc thì không có cái cửa gì để so sánh với cái loại này rồi ha. Mình bán cho anh em và mình bao cam kết là sử dụng ngon lành nha. Đó, anh em là chúng ta có nhu cầu mua cái loại này thì anh em có thể liên hệ với mình. Cái này thì mình bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Bảo hành 6 tháng với những xe zin nha, còn xe độ thì mình không có bảo hành cho anh em, chỉ bao test nó 7 ngày thôi. Đó, còn cái này thì với anh em chúng ta sử dụng các cái dòng rim zin á thì anh em cứ gắn vô xài, mình sẽ bảo hành 6 tháng cho anh em. Thì cái cuộn lửa này nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là xe anh em chúng ta đi một thời gian này mình bây giờ nó lửa nó yếu quá thì đèn nó tối mà lửa thì nó yếu, đề ba sáng anh em ra anh em bị tình trạng khó nổ là cũng tại cuộn lửa nên nha anh em nha. Cuộn lửa nó bị chập chờn, hoặc là khi anh em chúng ta chạy ga cao nó bị hụp cũng có thể là do cuộn lửa này, hoặc là anh em đi đơn giản thôi anh em thốc ga thì nó không có lên ha. Thốc ga thì nồi nó vẫn bắt vô ngon lành nhưng mà nó không lên ga nổi. Hoặc là khi mà anh em chạy, ngày xưa xe nó chạy được tới 100 mà bây giờ nó chạy được có 70 là nó hết chịu nổi rồi, thì nó cũng có thể là do cuộn lửa này nó tạo lửa yếu quá thì cái máy mà nó không bốc được ha. Đó, thì anh em chúng ta nên thay một cuộn lửa, nếu mà có chúng ta thay thì nên thay những cái cuộn lửa xịn như vậy. Vì anh em đừng nên thay những cái cuộn lửa mà nó là hàng Trung Quốc, vì thực sự luôn cái đấy thì thứ nhất là nó cũng không rẻ tiền đâu anh em ơi, nó cũng hơn 100 ngàn rồi mà cái chất lượng của nó thì rất là tệ. Ngoài ra thì nó còn bị cái tình trạng là lửa nó yếu, nó thay vô nó chết. Cái cuộn lửa mình thay vô nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu, nó chạy sống mà cũng như chết vậy anh em, rất là giật nha. Chạy xe rất là giật, rất là hụp. Đây, còn cái cuộn này thì anh em thấy không? Giữa này nó có chấm sơn chuẩn zin nè. 6 tép lửa đàng hoàng nha. Rất là xịn. Đây, anh em chúng ta về anh em gắn vô là, và cái cục này anh em cầm lên là anh em sẽ thấy cái chất lượng của nó là tuyệt vời luôn em ơi. Đấy ha. Nhưng người ta sẽ đóng vào trong một cái hộp như thế này. Nên cái hộp này nó cứng nha, để nó chống sốc. Đó, mã mộc của người ta này, thấy không? Rim 100 này, made in Thái Lan này. Thương hiệu này thương hiệu đến từ Thái nha. Đây, trên này nó không có tem chống giả cho anh em này, thấy không? Đó. Cho nên là anh em chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng của lửa này nha. Giá của bộ lửa này là 250.000 một cuộn nha. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu nên có thể liên hệ mình. Bên mình bán giá ủng hộ đã trợ giá rất là tốt cho anh em rồi.
cho nên là anh em cứ yên tâm về cái giá cả, bên mình thì cực kỳ ưu đãi cho các quý anh em mua lẻ cũng như mua sỉ nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn gặp quý anh em vào những video tiếp theo nha.